Kim Oan, người từng lại van xin ái nữ Tân Hiệp Pháp đi lên từ buôn thúng bán bưng. Sinh ra tại cố đô Huế, doanh nhân Đặng Thị Kim Oan là chọn Bình Dương làm nơi xây dựng cơ nghiệp. Bà là người sáng lập tập đoàn địa ốc Kim Oan, đang đảm nhận vị trí CEO tại Kim Anh Rio. Để trở thành bà trùm bất động sản phía Nam, bà Kim Oan đã trải qua những ngày đầu chật vật kiếm sống. Cô gái Huế chật vật mưu sinh, làm thuê, mở cơ sở vật tư nông nghiệp, quán nước ven đường. Bà Đặng Thị Kim Oan sinh năm 1970 là con gái út trong một gia đình có 10 anh chị em tại Huế. Mới 13 tuổi, bà đã phải đi làm thuê để phụ giúp gia đình, phải chật vật với nhiều nghề để mưu sinh. Năm 20 tuổi, bà lấy chồng rồi mở một cơ sở bán vật liệu xây dựng và vật tư nông nghiệp. Sau đó, bà Oan tiếp tục mở thêm đại lý gạo tại quê nhà. Tôi là con gái út trong gia đình có 10 anh chị em, nhà nghèo, lắm lúc phải ăn khoai mì thay cơm. Bố mẹ nên các anh chị em phải tự bươn chải phụ giúp mẹ, có hôm tôi ngất xỉu tại trường học chỉ vì đói. Năm 13 tuổi, tôi bỏ học đi làm thuê để phụ giúp gia đình. Năm 15 tuổi, tôi gánh gạo mỗi ngày 10 cây số ra chợ bán. Năm 20 tuổi, tôi lấy chồng. 3 năm sau đó, nhờ số tiền chắc chiêu dành dụm, vợ chồng tôi mở một cơ sở bán vật liệu xây dựng và vật tư nông nghiệp, bà Oan kể. Đầu năm 2004, trước khi chuyển về tỉnh Bình Dương lập nghiệp, bà Oan mở một tiệm tạp hóa tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Khi về Bình Dương, bà quyết định mở quán nước tại Mỹ Phước 1, huyện Bến Cát. Ngày đó, Bình Dương rất hoang vắng, chỉ có các chủ đầu tư đến xem và ghé vào quán nước của bà để trao đổi thêm trong vấn đề đầu tư bất động sản. Nghe bàn về bất động sản quen tai, Bảo Anh bắt đầu học hỏi và bước chân vào lĩnh vực bất động sản. Từ văn phòng môi giới bất động sản đến công ty có vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng. Cơn sốt đất ở Bình Dương diễn ra những năm trước những năm 2008, nắm thời cơ, Bảo Anh mở văn phòng tư vấn bất động sản để môi giới kiếm lời. Có lẽ tôi may mắn và có duyên với đất đai, dạo ấy giới thiệu cho khách hàng thành công, tôi được từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Đến khi tôi mua lô đất 300m², hẹn chủ đất thanh toán trong 4 tháng, nhưng rồi thị trường lên cơn sốt nên tôi lời được 50 triệu đồng. Hai vợ chồng đếm tiền mà chân tay run rẩy như vừa tìm lại của bị mất. Thời điểm ấy, thị trường bất động sản Bình Dương sôi động và có nhiều dự án mới, thế là tôi mở một văn phòng giao dịch bất động sản nho nhỏ. Tôi tư vấn cho khách hàng rất nhiệt tình, bà Oan kể. Tháng 4 năm 2009, bà Oan thành lập công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc Kim Oan với vốn điều lệ ban đầu 48 tỷ đồng, gồm 30 nhân sự. Khi ấy, địa ốc Kim Oan tập trung vào đất nền và nhà ở giá rẻ. Công ty phát triển tốt một năm sau, tức 2010. Bà Oan mở thêm chi nhánh tại Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015, bà Oan thành lập Kim Oan Group, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của công ty tiếp nối những thành công lớn. Ngoài dự án đất nền, Kim Oan Group mở rộng ra nhiều dự án nhà ở, nhà phố và phân phối một số đơn vị khác. Năm 2017, địa ốc Kim Oan đã tăng quỹ đất rạch từ 250 ha lên đến 500 ha, đồng thời tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng. Từ một công ty nhỏ bé, địa ốc Kim Oan hiện đã là một tập đoàn với gần 1.000 nhân viên và 9 chi nhánh hoạt động tại các tỉnh thành gồm Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, Kim Oan Group còn có 3 đơn vị thành viên là công ty cổ phần địa ốc Kim Oan, Kim Oan Rio, công ty cổ phần đầu tư Kim Oan, Kim Anh Everman và công ty cổ phần xây dựng Kim Oan, Kim Anh Quotation. Đầu tháng 10 năm 2022, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 20 phút. Ghi lại cảnh bà Đặng Thị Kim Oan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn địa ốc Kim Oan quỳ lại khóc lóc van xin dưới chân bà Trần Uyên Phương, ái nữ của ông, chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát, bán lại cổ phần của công ty Minh Thành cho mình. Vụ việc này từng khiến cõi mạng cũng như giới kinh doanh và bất động sản rúng động một thời gian dài. Được biết, bà Đặng Thị Kim Oan được mệnh danh là bà trùm bất động sản Bình Dương và Đồng Nai với quỹ đất rạch lên đến hàng trăm hecta, trị giá hàng chục nghìn tỷ, có hàng chục công ty thành viên và hàng nghìn nhân viên. Thế nhưng, bà Oan vẫn chấp nhận gạt bỏ cái tôi và lòng tự trọng răng một bên để quỳ lại một người nhỏ tuổi hơn mình trong bộ dạng tóc tai bù xù, khóc lóc. Diễn biến vụ việc dẫn đến việc bà Oan phải quỳ lại ái nữ nhà Tân Hiệp Phát như sau. Bà Oan từng vay 350 tỷ đồng của ông Trần Quý Thanh, nhưng ông Thanh bắt bà Oan phải làm hợp đồng giả cách cho người khác đứng tên 50% cổ phần dự án nghìn tỷ Minh Thành. Sau đó, Tân Hiệp Phát tiếp tục bắt bà Oan phải giả cách bán 100% cổ phần Minh Thành cho Tân Hiệp Phát. Đến thời hạn trả nợ, chuộc lại tài sản, dù bà Oan đã có đủ tiền để trả, nhưng bởi hợp đồng ký giả cách trước đó, nên Tân Hiệp Phát có cớ để quyết không trả lại tài sản cho bà Kim Oan. Bà Oan đánh cược dự án nghìn tỷ để vay 350 tỷ trừ đầu đuôi trả lại, bị Tân Hiệp Phát phạt tiền cò, cuối cùng chỉ còn trong tay 80 tỷ rồi mất luôn dự án. Bà Oan từng chia sẻ với báo chí tài sản ngàn tỷ mà chỉ đổi được hơn 80 tỷ còn uất ức nào bằng, thế nên tôi tuyệt vọng quỳ xuống khóc lóc van xin. Tôi van xin, tôi lạy vì không muốn đối đầu.
Bà Oanh cho biết hành động quỳ lại đó là bột phát, bà không nghĩ thời điểm đó mình sẽ làm như vậy. Có lẽ là do trong thời gian dài bà phải sống trong uất ức, dày vò, tủi thân. Hợp đồng giả cách dùng để chỉ những trường hợp khi các bên tham gia hợp đồng tạo ra một giao dịch dân sự khác. Điều này nhằm che giấu thực chất của giao dịch chính. Trong hợp đồng giả cách, các bên tham gia sẽ tạo ra một giao dịch khác, không phải là giao dịch chính, nhằm che giấu thực chất của giao dịch đó. Hợp đồng giả cách được xem là một biến tướng của hợp đồng mua bán tài sản, vì trong đó có thể chứa đựng quyền chuyển quyền sở hữu tài sản và trả tiền cho bên bán. Như trong hợp đồng mua bán tài sản, pháp luật Việt Nam hiện chưa có quy định chặt chẽ liên quan đến các giao dịch trong hợp đồng giả cách, và cụm từ hợp đồng giả cách đang trở nên phổ biến gây tranh cãi đối với các bên tham gia hợp đồng.